what you thought I'd do without you. I'm so much better, like you never met me. I'm doing anything I want to. I'm going 0 to 80. So when you see me talk to strangers, no, don't you let it get the best of you. Chào các bạn. Oops. Cái đầu thấy ghê quá. Hồi vừa mới ngủ dậy. Bây giờ sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng, sau đó get ready để đi làm volunteer. Và hôm nay là cái ngày volunteer cuối cùng. Hy vọng là sẽ quyên góp được rất là nhiều tiền, cũng là được trông đợi rằng hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Và mọi người cũng hy vọng là hôm nay sẽ là một cái ngày mà mọi người đến đông nhất. Sẽ dẫn các bạn đi xem nhé. Và bây giờ họ sẽ làm bánh ướt bằng bánh tráng. Sẽ quay cho các bạn coi chút xíu làm như thế nào. Hôm bữa giờ họp trên mạng từ chị Titi gì đó ở Mỹ, và họ có thấy mấy bạn YouTuber khác cũng làm nữa. Và ở nhà có mẹ nó ăn đồ ăn rất là ngon, nên hôm qua mẹ đã xào nhân cho cái bánh cuốn rồi. Thì hôm nay dậy sớm họ chỉ cần làm cái bánh tráng thôi là đủ rồi. Giờ làm cho bạn coi nha. Và nguyên liệu đầu tiên họ cần đó chính là bánh tráng. Ở trên mạng chỉ là bánh tráng 3 kg các bạn ạ. Còn nhớ mua loại này nhé. Sau đó chúng ta sẽ cần một thau nước. Và nước này chỉ là nước bình thường thôi, chỉ để nhúng, là nước room temperature. Fuck what you thought I'd do without you. I'm so much better, like you never met me. I'm doing anything I want to. I'm going 0 to 80. So when you see me talk to strangers, no, don't you let it get the best of you. Vậy là bánh nước bánh tráng đã hoàn thành xong. Giờ mời các bạn ăn nhé. Xong rồi mình sẽ đi làm volunteer tiếp. Và tài trợ của video ngày hôm nay đó là một lon LaCroix rất là ấm và không có lạnh, tại vì tủ lạnh đã chật hết. Lý do là ở nhà nhiều quá, đi chợ nhiều quá và mẹ để đồ trong tủ lạnh chật luôn. Ở với mẹ là như vậy. So, cheers. The other day I found your t-shirt. I am spy really. Sớm nhưng mà buổi cuối thì mong sớm để có thể giúp đỡ được nhiều hơn. Hi Bill. Great, how are you? How we are. Yeah. 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 It's all a dream. Do you wish you could shut it out? You could make it stop. Though you wish you could fade away. Fade away. Fade away. Fade. Và buổi sáng của mọi người đó chính là donut các bạn đã thấy dọn trên bàn đó, và cũng như là những cookies. Lúc này thì mọi người nói chuyện với nhau để bắt đầu một buổi sáng ăn sáng, còn Hà thì uống cà phê, rồi tâm sự với nhau là tối hôm qua làm gì. Nhưng mà thực sự là ai cũng biết là đâu có ai đi đâu được đâu, nên chị hỏi là ô mày làm cái gì, ta làm cái này, ta làm cái kia. Đang nói chuyện thì có một cái người bán ở một cái nhà hàng kế bên, họ đem đồ ăn tới cho tụi này, tại vì họ biết là tụi này đang làm cái chuyện có ý nghĩa, là muốn giúp một phần đem đồ ăn sáng đến cho mọi người, để mọi người có tủ đồ ăn sáng để có một ngày làm việc thật là tốt. I don't have much else to say other than thank you as a former, you know, I'm not on the board right now, but for 40 years I've been on and off the board for life myself. So as a board member, thank you for your efforts. And all my tears are gone after the last 2 weeks. I'm still sad, but let's just make the best of it and have to enjoy each other's company and have a good time, keep our separation, and go from there. All right, cheers.
little boy. Don't say that. Never gonna stand a chance. Heartbreak like a sad romance. Said that you'd never come back again. Been 3 days, now you're back again. But I'm not your man. No, I'm not your man. I can blow your mind like, whoa. Why be faithful when you got hoes? Drop top and off we go. We gon' pop off, that's how we roll. Your perfect face, not to mention your perfect body elegance. The way you move while you're dancing. Lúc này là đã 3 giờ chiều và mọi người bắt đầu tụ họp lại với nhau để nói cho nhau nghe về doanh thu cũng như là số lượng mình đã bán được bao nhiêu trong cuối tuần vừa rồi. Các bạn hãy chờ đợi xem nhé, đó là một con số rất là kinh khủng dành cho chỉ trong 3 ngày cuối tuần thôi. Cũng không quên là giữ khoảng cách với nhau, social distancing phải không các bạn? Chúng tôi đã giữ khoảng cách để chúng ta không thể nào mà lây nhiễm bệnh được hết. Cũng như là trong thời gian làm thì mọi người đều phải rửa tay thường xuyên và đeo bao tay. So we raised $54,080, which is the equivalent of 270,400 meals for food. Yeah! Woo! Woo! Wow, chỉ vừa có cuối tuần thôi mà chúng tôi đã bán được khoảng 300 mấy chục chai rượu, cũng như là bán 1.900 phần ăn và đã được gom nhặt được hơn $54,000 chỉ trong vòng cuối tuần để quyên góp cho Food Life Fly, một việc làm thật là ý nghĩa phải không các bạn? Will you be my supermodel? Và chia cho việc làm thật ý nghĩa đó của tất cả mọi người. Will you be my supernova girl? Tổng doanh thu của chúng ta cho một cái cuối tuần vừa rồi đó là hơn $50,000. Và $50,000 đó sẽ được donate thẳng vào Food Lifeline, cũng như là cái video nãy Tom đã nói. Hãy dịch cho các bạn thôi, $50,000 là một số tiền rất là lớn các bạn ạ. À, trong
3 ngày mà những con người này đã làm được nên một điều thật là kỳ diệu. Và hy vọng rằng các bạn xem cái video này sẽ có một cái nhìn thật là tốt hơn về giới trẻ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có làm được những điều tốt hơn và cống hiến cho xã hội nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào vào ngày mai. Bye bye.